Rồi. Người xinh xinh, cô hay cười, mắt cô lăm lăn, cô giéo em, giọng cân xanh, hương vân cánh đồng thơm mùi lúa mới. Em yêu cô, em yêu bước trong cô đèn dẻo mai, cô vẫn dài là với thuốc em đó, suốt đời em biết. Có nhạc nó mới hát được. Vậy là dẻo gì có đó. Cái nhạc vậy hả? Dẻo như là cái gì mà nhạc ngon nha, nhị dung chui đó. Lời đó đầu tiên Thuận xin kính chúc sức khỏe tới tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả rất là nhiều. Trở lại hoàn cảnh của hai cháu Như Ý và Như Mỹ, hôm nay Thuận cũng nhận được tiền của cô chú mạnh thường quân với lại gạo để giúp đỡ cho hai cháu. Hoàn cảnh của hai cháu là mẹ thì bỏ từ nhỏ, còn lại người cha thì bị té dưới cái mương này nè quý vị. Đó. Qua đời. Hai đứa ơi. Wow. Chào con nha. Chào chú. Ừ giỏi, mà chú tên gì nè? Chú Trương Hạnh Phạm. Giỏi. Rồi rồi bây giờ giới thiệu tên lại cho chú biết rồi, chú quên rồi. Con tên là Nguyễn Như Ý. Còn con? Con tên Như Mỹ. Con nhiêu tuổi học lớp mấy? Con 10 tuổi và sinh năm con lên lớp 5. Còn con mấy tuổi? Con 7 tuổi, con lên lớp con 8 tuổi, con học lớp 2. À chú hỏi nè, rồi chú Út đâu? Chú Út con đi làm. Ủa không có nhà hả? Không. Tí con bây giờ nói chuyện với con. Là hai đứa nghỉ hè chưa? Nghỉ hè rồi. Rồi bây giờ là báo lại với chú nữa rồi là nhà trường báo có lên lớp không? Dạ có. Con lên không? Dạ lên. Con? Dạ lên. Là con lên lớp mấy? Con lên lớp 2. Lớp 2 hay lớp 3? Con lên lớp 3 chứ. Ủa con lên lớp 2 mà. Năm 7 tuổi. À vậy lên lớp 2 hả? Con lên lớp mấy? Lên lớp 5. Wow, vậy là lớp 4 lên lớp 5 ha. Cái gì vậy? Lúc con á. Hả? Lúc con. Út thấy á hả? Đúng rồi. Vậy là Út mới gắn cái gà gà vậy? Gắn gà gà để giám sát hai đứa ha, hai đứa nhà quý vị kìa. Chào em nhé, chào em. Gà gà. Rồi ta Thuận xin được phép chia sẻ lại thì cha của cháu qua đời vậy là còn người Út là cũng như là sẽ cưu mang hai cháu nên chắc là chú Út gắn camera để tại vì hai cháu chứ ở đây không còn cái người thân nữa đó, để theo dõi mấy cháu phải không? Dạ. Chú Út đi làm rồi để nhìn camera thấy hai đứa phải không? Có bác luôn. Hả? Có bác còn luôn. Bác còn cũng còn sát nữa. Vậy hả? Dạ. Mà chú hỏi nè, bây giờ là hai đứa ở nhà rồi có đốt nhang cho cha không? Dạ có. Rồi đốt nhưng sao? Mà không có đốt nhiều quá hết nhang. Dạ, sợ hết nhang hả? Đúng rồi. Đốt đi chú cho. Đốt hôm bữa. Con chưa nói cái vụ kia nữa tại vì con quên. Vụ gì? Vụ gì? Cái bữa đám tang cha con xong rồi á, cái bạn kia nói á, cha của Như Mỹ mắc á, biến hẳn con ma da luôn. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Bạn học nói vậy hả? Đúng rồi. Sao bà, bạn đó thấy hay sao? Bạn đó nói gì chứ bạn đâu có thấy đâu. Mà con tính nói Út á, qua sư năm ở lớp năm á, làm việc cái vụ đó cho con. Mà con có bạn nói nữa. Rồi bạn nói nữa hả? Nói sao? Bạn nói á, là lúc đầu cha con đang, cha con mất á, bạn con nói á, cha con té như con ma ra canh luôn. Trời ơi, vậy đó hả? Rồi có giận bạn không? Dạ có. Rồi đó hả? Tại vì á quý vị ơi là cha của hai cháu mất á là không có làm được cái đám tang. Là khinh cái hòm lại đây là bỏ vô cái hòm đem đi thiêu liền luôn, không có cái đám tang. Có cái bàn thờ nè. Lúc đầu thì thường tới là hai đứa nó bịt khăn tang mà không có một người nào chứ. Con tả lại cho chú rồi cha con sao mất. Bữa kia Út con thì đi đám rồi. Cha thì ngồi nhậu xong thì cha vô ngủ luôn, lúc đó là Út con đang về. Rồi. Tối ngủ á, mà không coi đâu có biết cha té đâu. Mà cái cô bơ hàng xóm á, cổ đi cầu cũng khoảng 11 giờ mấy, cái cổ nó chờ mấy bà hàng em xóm nè. Em phát hiện thì có. Cái cổ nghe cái đùn quất xuống dưới sông luôn. Mà trong khi đó cổ đâu, cổ sợ ma. Bây giờ ấy. Đúng rồi. Cổ sợ ma hả? Ừ sợ ma thì chạy vô rồi. Xong rồi sáng á, trời mưa luôn.
mua con tới sáng luôn. Vậy là tới sáng luôn. Ừ. Nước cha, mà cha con lạnh á, cha con uống nước sông luôn. Cái mặt thì ụp xuống dưới sừng luôn. Cắm đầu xuống dưới. Đâu ụp ngay đâu rồi, chỉ chú coi coi, ụp ngay đâu. Hôm trước thần có quay rồi quý vị. Nhưng mà có người lớn kể rồi, bữa nay không có người lớn nào. Cha con té ở đây. Nhưng mà Út coi đóng đinh lại rồi, làm lại rồi. Út làm lại ha. Dạ. Té chỗ này ha. Ở đây nè. Mình sửa lại nè quý vị. Cháu kể có thật đó, là té ngay đây nè. Cái nhà này là nhà ở đậu nha quý vị. Căn nhà ở đậu. Cái này cái gì đây? Đè. Ừ. Lượt hả? Chú mũi chú chảy rồi, chú đi ngoài đường cái đầu của Túc gối chưa nè. Chú chảy trí. Đấy cái này để làm gì? Chảy trí. Trí là cái gì? Trí là nó cắn, nó hạ xuống dưới sông á. Rồi nó cắn cái đầu mà nó hả? Đúng rồi. Mà con có trí không? Con bị bạn lây suốt đời luôn. Con có trí không? Hồi lúc đó con hất bị và bạn con bị trí á, tránh xa ra. Bạn con nhận lại bây giờ con bị lây. Trí, trời ơi ai gọi giờ này vậy trời. Nhiều khi Thượng đi quay Thượng không có nghe điện thoại được quý vị. Quý vị thông cảm gọi ngay giờ này Thượng đang quay Thượng ưa gắt máy vậy nè. Phải tôn trọng khán giả xem mới được chứ. Là đấy, cái lượt này là chảy về là cái con Chí nó mắc kẹt đây phải không? Thôi gớt xuống. Nó gớt xuống. Hoặc là mình... Chú quý vị, giờ chảy Chí nè. Nè, chảy về nè. Có hai cái lại. Có Chí. Hai cái luôn. Còn cái này của bà nãy con mua. Cái trời ơi coi. Mấy cái lượt này trời ơi, trời ông nội ơi nè. Nó rụng hết trơn. Hồi sẵn đó chú mượn chú chảy đầu cái ha. Ôi trời. Chú chưa đừng chảy đó. Thì sao? Cái màu hồng mà. Màu hồng chảy luôn. Không, màu hồng là muốn chồng phải không? Còn ngủ quá, còn ăn. Màu hồng là muốn chồng rồi chú chảy cho chú muốn chồng luôn. Người ta còn ngủ quá. Còn nghe cái tiếng yêu cha như trong phòng như xương đuối nghe tiếng nước nó dội dội trong bồn cầu á. Đây hả? Nhưng mà trong khi đó Út còn ngủ rồi. Đây hả? Mà chú hỏi nè, từ lúc cha mất bây giờ hai đứa có khi nào nằm bao thấy cha về không? Con có, coi là mơ thấy cha, con với cha với gia đình đi du lịch. Wow. Đi bằng xe hơi hay đi bằng gì? Đi máy bay. Wow dữ vậy. Con nằm mơ. Không có ai hết trơn á, chỉ có gia đình con thôi à. Con vậy nằm hả? Mơ con thấy gì? Gia đình con thấy gì đi nè? Sài Gòn. Đi bằng xe hơi. Wow. Dữ vậy, một đứa thì máy bay, một đứa thì thấy đi xe hơi ha. Dữ quá. Đó con ngủ mà con nghe tiếng nước dội luôn á. Đi chơi như dạo quần cầu đi dưới sưng sông á. Trời ơi, cô dữ vậy đó hả? Con trong đó con sợ lắm. Hồi 11 giờ con đang mở mắt ra. Tự nhiên con gặp cái bóng cha vô. Ôi, cái hiểu được rồi. Cái nhiều quá cái cha biết á. Bây giờ hai đứa hàng ngày là thắp nhang cho cha sao thắp nhang lại cho chú coi coi. Rồi từ đốt từ thắp rồi đứa cây coi. Đốt đi, hết thì chú đem lại chú cho. Con đứng phất trong đây nè. Đó, ừ. Hằng ngày mình đốt sao mình đốt cây trang lại chú coi vậy coi. Nè con tận dụng nè, con bỏ vô đây luôn, tận dụng lại. Đó. Rồi. Mình đốt nhang rồi mình có lại không? Sau đó con làm bình thường ngày đầu ở nhà mình làm sao làm vậy coi. nó thấy chưa rồi chú hỏi rồi con đốt nhang con cắm vậy nãy con lại rồi con có nguyện cầu không con chúc gì con mất tiêu rồi con có nguyện cầu cho cha không con chúc là cha ở trên vui vẻ và cha giúp đỡ gia đình con vậy đó hả con ước nguyện vậy đó hả con quên mất tiêu luôn rồi con mua hả nè đúng rồi trời ơi rất kỳ nhanh quên luôn rồi ôi trời tới 4-9 ngày là con nghe nói là 4-9 ngày là sẽ tan cha luôn hay gì á sẽ tan vậy đó hả phải chỉnh hết chỗ và để đây từ lần đó luôn rồi, đúng rồi
Nhưng mà bà cháu cố... cái cháu này ui. Có bà cố nữa. Nhưng mà bà cố chứ cô quay tích tắc được. Cái này cúng cha hả? Dạ, cho cha ăn. Còn cái này có cúng không hay là hai đứa ăn? Hai đứa ăn mà đâu có vậy ăn hả? Rồi chú hỏi nè, rồi hai đứa ăn cơm chưa? Dạ, chưa. Rồi. Hồi sáng giờ ăn cơm chưa? Sáng giờ ăn cơm rồi. Rồi chú hỏi là ai nấu cơm cho hai đứa ăn? Sáng thì Út mua, trưa bác con hoặc là Hiếm con nấu, tại vì Út con đi làm rồi. À. Rồi cái nồi cơm đâu chú gọi coi. Bạn Năm đang xuống cho hai đứa. Ba ba. Rồi hai đứa ngồi đâu ăn cơm? Ngồi chỗ nào? Ngồi ở ngoài này ăn. Còn chưa ở hầm ngồi đây luôn. Sáng rồi, chú dở lên ha. Đúng rồi. Hai đứa ăn cơm với cái gì để chú coi có đúng không? Ăn cơm với gì? Ăn cơm với thịt gà găm. Wow. Ủa ăn không hết đồ ăn vậy? Chiều còn chưa ăn nữa mà. Ủa cái này chiều ăn nữa hả? Cái này là của cha. Là mình ăn dính đó hả? Không biết ăn có mời cha không? Dạ có. Mỗi lần á cúng á là con rất nhanh kêu cha ơi, cha dạy ăn cơm. Vậy hả? Giờ tính đi quay đây nè tính. Nè quý vị, hai cháu giờ là được cái người chú Út cô Mang. Thường thấy cái nơi ở như thế này nè, mà tuy gần chỗ này ở đầu như quý vị, nhà cửa vậy, chỗ này thì nó mưa dột hết rồi. Mà thường thấy cái độ ngăn nắp là rất là cao nha. Mấy chú cháu là cái ngăn nắp. Út cần nói rất là ngăn nắp. Ừ. Út cần nói đó, hoài thì Út cần sửa cái nhà lại cho nó hết dột. Vậy đó hả? Sửa nhà lại cho đừng dột ha. Dạ. Với hôm bữa cha con còn sống với Út cần làm cái này cho anh nó đừng có dột cái vườn cơ Út con. Là cha làm cái này á hả? Cha giúp luôn. Cha giúp làm lúc cha còn sống cha làm cái này cho đừng dột ha. Cột cái miếng miếng cao su này ha. Dạ. Chứ cha con cũng thương Út con nhiều lắm. Vậy ha. Bây giờ chỉ cho chú cái đường bột ngọt rồi muối đồ con, bỏ đâu? Có biết đường bột ngọt ở đâu không? Đây là đường. Rồi. Bột ngọt. Phan ta. Rồi. Tương muối. Rồi, bây giờ chú thấy rồi, đừng có bài biện ra nữa. Bây giờ là mình sắp lại coi, mình lấy cái hành chất lại coi. Lấy cái hành sao chất nó ngăn nắp lại. Ừ. Rồi, bên đây nấu cái gì vậy con? Thật thấy rất là ngăn nắp quý vị. Đâu. Trời ơi, ăn rồi còn nước không vậy hả? Cái này nước. Chưa có dở. Bên đây cái nấu gì? Ủa, salad. Wow, còn một nồi thịt luôn. Ờ, bữa đó cần phải không ấy. Wow, ở đây canh vậy, chú Út nuôi vậy là quá ngon rồi. Không, cái này là... Cái đầu vắt dao nè. Rồi son nồi máng nè, nắp dung nè. Ở bên đây là ly nè, cái kệ sống chén nè. Cái này đựng bọc gác ha. Đây là cái này tận dụng lại hả? Trời ơi, còn ở dưới thì có cái đồ lót nè, giống như nhà sàn đó quý vị. Đây là kế bên này có cái miếu. Cái đó là cái vậy ha. Ở đây là cái ao nè, cái đường kinh này sẽ thấu dài phía sau là cái người cha của hai cháu là té xuống cái ao này nè. Khi cha con té, Út con qua đường kia rồi kéo cha con lên. À, cái nước này là dự trữ rồi ha. Nước để rửa tay. Dễ. Coi như là gia đình của cháu là khó khăn từ cái đời bà nội, ông nội. Nói bàn thờ cho nó đó quý vị. Là thờ những người lớn đó, coi như là ở đây cái cô chủ nhà, chủ đất ở đây là cho thuê, cho ở. Cho ở đậu là cái thứ tư cái thời bà nội lên. Nói chung là thấy hai cháu coi như là không còn cha mẹ nữa, thấy tội nghiệp.
À mà quên nữa, hai đứa chú hỏi coi. Chú hỏi nè, bây giờ là từ cái lúc mà cha mất tới giờ đó là mẹ có điện hỏi về hay gì không? Dạ không. Rồi hai đứa có muốn mẹ về không? Dạ không. Có mẹ có gọi về liên hệ cho hai đứa không? Dạ không. Ôi trời. Vậy là mẹ bỏ luôn hả? Mẹ bỏ. Cái này là khăn tang của hai đứa hả? Dạ. Mỗi lần lại cần đeo đó vô cái chén nó lại. À, mỗi lần lại là phải đeo này vô lại. Đeo cái đó không được. Con nó phải chạy tấm chiếu ra ba chú chéo lại. Vậy đó hả? Vậy là bữa nào cũng đeo hay sao? Không. Lâu lâu đeo thôi chứ là đeo nhiều quá sao thoải mái đi chơi được. Khi nào cũng mới đeo. Tại Thận tới đây Thận có gọi cái người chú Út á, nãy Thận gọi mà chú Út đi làm rồi. Mà chú Út nói là giữ được, mà hai đứa giữ tiền được phải không? Để trong tủ con ở nhà mà con đứng hàng ba chơi à, căng mà. Mà giờ chú hỏi nè, bây giờ để trên đây ở con lấy. Bây giờ chú hỏi nè, cái tờ giấy này là bao nhiêu tiền? 500. 500 ngàn hả? Dạ. 500. Rồi cái tờ giấy này bao nhiêu? 50. 50 ngàn. Cái tờ giấy này nhiêu? 20. Cái này nhiêu? 10 ngàn. Vậy là biết phải không? Có mấy đứa biết tiền phải không? Dạ. Bây giờ chú dặn vậy nè, chú sẽ cho mấy đứa một số tiền. Nhưng mà cất cái chiều chú Út về đưa cho chú Út cất giùm để nuôi cho hai đứa đi ăn học nha. Dạ. Để dành tiền mình ăn học chứ bắt chú Út nuôi hoài thì lo hoài thì cũng không có được ha. Dạ. Và chú lại chú giúp được bao nhiêu thì chú giúp nha. Dạ. Nhưng mà cất tiền cẩn thận nha, rồi chiều chú điện với chú Út. Chút xíu nữa là chú giúp xong á, cho chú đưa xong rồi chú điện với chú Út. Dạ. Ha. Dạ. À, Thận mới vừa liên hệ với chú Út của hai cháu là cũng như là cháu Như Mỹ là cháu lớn nè. À, biết tiền và giữ tiền được thì còn khoảng chừng vài tiếng đồng hồ nữa là chú Út sẽ về, rồi sẽ gửi lại cho chú Út để giữ để nuôi hai cháu ăn học. Tại vì số tiền Thận nhận của cô chú Mạnh Thường Quân, số tiền cũng Thận nghĩ là hai cháu giữ được, còn nhiều nữa thì Thận không có dám. Chính vì vậy thì cái thông tin, cái hoàn cảnh của vị trí của hai cháu đây Thận không thể nào mà chia sẻ. Thận xin gửi lời chân thành cảm ơn là số tiền của chị Nga ở Gò Vấp ủng hộ cho hai cháu là 2 triệu. Tiếp theo thì hôm nay Thận xin được dùng bao gạo là của chị Lan Phạm, nhiều lần ủng hộ cho bà con rất là nhiều. Là bao gạo này số bao gạo còn lại là 10 bao. Thận sẽ gửi gắm lại cho hai cháu là 1 bao. Số bao gạo còn lại là 9 bao. Rồi, 1, 2, 3, 4. 4 tờ là nhiêu con? 2 triệu. Đâu còn đếm mà, con đếm nè. 1. Là nhiêu? 500. Nhiêu? 500 luôn. Là nhiêu rồi? Cộng lại 1 triệu. À, 1 triệu. Tiếp theo 500. Là triệu mấy rồi? 1 triệu 5. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Đúng không? Dạ, đúng. 2 tờ là 1 triệu, 2 tờ này cộng lại là 2 triệu. Dạ. Ok chưa? Dạ ok. Rồi, có lời nói nào với chú không? Rồi sao? Nhận tiền rồi sao? Con cảm ơn chú Nguyễn Hàn Quân. Cô chú Mạnh Thường Quân. Cô chú Nguyễn Hàn Quân. Tội nghiệp mấy đứa nó còn non thơ vậy, nó vậy đó quý vị. Còn con làm sao? Rồi giờ con cảm ơn sao chú nghe coi. Con cảm ơn cô chú Nguyễn Hàn Quân. Để cho chị nói đi con, để cho chị nói đi. Con cảm ơn cô chú Mạnh Hàn Quân. Vui quá. Cái mặt vui vậy nè, không chú thích mấy đứa vui vẻ vậy đó, mặt phải tươi cười lên. Mà con cười vui không nổi, con đang bị bệnh. Ủa nãy giờ con bị bệnh hả? Bệnh gì, có lây không? Lây chú không? Không. Đâu đâu coi. Để dành lo cho hai đứa ăn học ha. Dạ. Gắng cố gắng ăn học cho giỏi lên nha. Dạ. Rồi bây giờ con đi cất tiền đây, cất tiền gì không có đây nè, đây nè. Bé Như Mỹ cất. Để cất cẩn thận nha. Cất chỗ nào bí hiểm á nha. Trời ơi, tội nghiệp hai cháu quá. Con coi bên nhà cửa chú Phạm Hẳn á. Mà sao con đọc cái gì mà còn da với xương không à?
Có nghĩa là cái chú đó chú bị bệnh còn da với xương, bị bệnh ốm á. Mà con sợ chú đó không? Không biết. Ừ. Đã có gặp đâu. Mà con đó. Thấy không? Có coi kênh của chú nữa hả? Đúng rồi. Trời đất ơi. Rồi sao? Ừ đúng rồi, rồi coi thấy cái chú đó có ốm còn da xương không hả? Con mất tiêu rồi. Cái chữ là OFFICAL gì đó con mất tiêu rồi. Rồi vậy đó ha. Trời ơi mấy đứa nó coi kênh thận. Lời với hai cháu xin gửi lời chân thành cảm ơn là số cái bao gạo hôm nay là của chị Lan Phạm. Với lại tiền thì của chị Nga ở Gò Vấp hỗ trợ cho chú, cho hai cháu á. Hỗ trợ cho hai cháu có tiền để ăn học, rồi có gạo ăn nữa nè. Bây giờ vậy nè, bây giờ bà gạo bây giờ tính sao đây? Bây giờ là chú để trong đây nè, phải không? Vinh luôn hả? Chú là bây giờ mình Vinh để ở đây ha, rồi chú Út về kêu chú Út cất ha. Để chú Vinh cho. Được nè, chú bự mà. Rồi chú... Thôi chú để đây nè, rồi cho chú Út về. Chút về chú tự soạn ha. Chỉ cho chú là chú trời. Lấy cái gì đây? Trời tội nghiệp mà cái tủ nào tính quay vô đi. Không có đồ ăn gì chơi vậy. Nước uống không à? Có mấy cái trứng. Ở trên đây chú coi coi có gì không? Bên đây nước đá không hả? Đá làm lon nè quý vị. Hai đứa ăn mì nữa hả? Cái đó người ta cho hả gì? Bà không mua. Bác bà riêng chứ bà trong chùa đưa. Hai đứa là tối ngủ ở đây phải không? Dạ. Rồi trong kia là chú Út ngủ hả? Trời, mình nghỉ hè được bao lâu? Hả? Nghỉ hè được bao lâu rồi mới vô học lại? Dạ, ủa sao tắt không được? Con vô con tắt cho chú ơi. Trời. Vậy hả? Rồi đứng lên này. À, chú Út là cái người ở đây là chính thức cô mang hai đứa, là giống như là thai gia, nhớ nghe lời chú Út ha. Dạ. Đừng có làm cho chú Út buồn nha. Dạ. Ừ. Rồi bạn bè trong lớp chọc thì cậy bạn bè đi ha. Nhưng mà con tức lắm. Tức hả? Thì có mấy hạn chữ. Con muốn đánh lắm mà không được. Muốn đánh luôn hả? Trời ơi dữ vậy trời. Mà chú hỏi là con thích cái môn nào nhất? Con đi học con thích môn nào? Con thích cái môn học võ không? Không, học võ còn tí. Thích đá banh không? Không, con không biết đá banh. Vậy sao nói ghê vậy? Ừ, con thích cái môn nào? Con thích môn tin học. Vậy hả? Chứ con thích học múa nè. Con thích học múa, con múa, có đăng ký vô múa. Rồi hai đứa hát được không? Múa mà hát được không? Dạ được, nhưng không có thuộc bài. Đâu con hát rồi, con thuộc bài nào hát cái chú coi coi. Không được đâu mà. Con thuộc bài nào con hát con hát đoạn bài. Chú nghe coi. Cờ giao em rồi. Người xinh xinh cờ hay cười mắt cờ lầm lành cờ giáo em dòng cơn xanh hương vằn cánh đồng thơm mùi lúa mới em yêu cơ em yêu bước trong cơ đèn dẻo mày cờ vững dài là với thuốc em đó suốt đời em biết có nhạc nó mới hát được vậy đó hả? Có cái nhạc vô hát nó mới dễ hát phải không? Dạ. Wow, mà nhưng mà ở trong trường rồi con có hát cho các bạn nghe chưa? Dạ nghe rồi mà mấy cô bạn... giáo có nghe không? Dạ có. Dạ. Mà mấy bạn chọc con mà con không có chịu nổi mà con cười. Mấy bạn chọc hát hay hát dở? Mấy bạn chê con mà mấy bạn đó hát gì với dẻo gì á. Vậy hả? Với dẻo như là cái gì mà nhẹ nhon nha nhẹ dưng chưa á. Rồi cô giáo có nói hát hay hát dở không? Dạ không. Con học cô không học thầy? Con học cô. Con học thầy tại thầy con khó tính lắm. Rồi ngồi xếp bằng luôn nè. Bây giờ vậy ha, bây giờ thì chú cháu mình sẽ chào cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả bữa nay giúp mình đi ha. Dạ. Rồi kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thường Quân với lại quý khán giả thì cũng
coi như là tiếp lời với hai cháu với lại gia đình cũng như là chú Út rồi đó. Gia đình không có được may mắn giống như mọi người như thế này nè. Thì chân thành cảm ơn, Thần cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả đã thương hai cháu mà đồng hành cùng Thương Phạm giúp đỡ trong thời gian vừa qua cho tới bây giờ. Xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý mạnh thường quân rất là nhiều. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là Thần với lại mấy đứa xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị, quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Giỏi.